cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 8 giai đoạn này là 525.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Anh sẽ có cơ hội mở 5 cặp. Tôi chọn cặp 20. Quân Nhi chuẩn bị. Kết quả của cặp 20 có giá trị 7.500 đồng. Còn 4 cặp nữa. Tôi mở cặp 18. Bạn Thiên Thanh chuẩn bị. Đồng giá trị nhỏ nhất. Còn 3 cặp nữa. Tôi mở cặp 24. Bạn Thúy Di chuẩn bị 5.000.000 đồng. Một con số lửng lơ. Còn 2 cặp. Tôi mở cặp 14. Bạn Mỹ Linh chuẩn bị. Kết quả là 20.000. Còn một cặp cuối cùng. Tôi mở cặp 15. Thu Huyền chuẩn bị. $25,000. Ngân hàng gia đình sẽ chào giả ngay sau đây. May mà giữ được con số 50 và 100 triệu. Chiếc cặp số 08 của anh Tú Văn là 1.800.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Anh có cơ hội mở 4 cặp nữa. Tôi chọn cặp số 22. Anh Thư chuẩn bị. Cặp số 22. Từ từ mở. 25.000 đồng. Còn 3 cặp nữa. Tôi mở luôn cặp 23. Mở luôn cặp 23. Bạn Yến Linh chuẩn bị. Giá trị của cặp 23 bên trong là 50.000.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Mở cặp số 1. Hoài Thương chuẩn bị. Đó là kết quả. Giá trị 1.000.000 đồng. Còn 1 cặp nữa thôi. Ngân hàng chào giá. Tôi mở cặp 26. Cặp cuối cùng dãy số 26. Thanh Thủy chuẩn bị. Đó là giá trị 10.000 đồng. Ngân hàng gia đình chào giá. Alo. Xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 8 giai đoạn này là 2.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi không chấp nhận. Và anh sẽ có cơ hội mở 3 cặp nữa. Tôi chọn cặp số 6. Cặp số 6. Xin mời bạn Hoài Phương chuẩn bị. $2.000.000 thôi. Còn 2 cặp nữa. Tôi mở cặp số 2. Minh Ngọc chuẩn bị. Kết quả là 100.000.000. Wow, tại sao không giữ con số này trễ hơn một chút? Anh vẫn còn số 15 triệu và 10 triệu. Còn một cặp nữa, hãy chọn lựa. Mở cặp 12. Tú Thanh chuẩn bị. $50.000 thôi, chúc mừng. Ngân hàng chào giá ngay sau đây. Ngân hàng gia đình đã quyết định mua cặp số 8 giai đoạn này là 1.100.000 đồng.
chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi không chấp nhận. Chỉ cần hai cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Tôi mở cặp 25. Chúng tôi xin mời vị trí số 25, khán giả may mắn dự đoán người ngồi bên cạnh, anh Tú Văn. Tôi tên là Ngọc Phú, tôi dự đoán cặp số 25, số tiền là 100.000 đồng. Anh Ngọc Phú đoán cặp 25 là 100.000 đồng. Nếu anh đoán đúng, tiền thưởng dành cho anh sẽ là 1.200.000 đồng. Xin cảm ơn. Xin mời Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị 250.000 đồng. Chưa chính xác thì cũng chúc mừng cho anh Tú Văn đã qua một chặng đường. Anh tiếp tục chọn thêm một cặp nữa trước khi ngân hàng chào giá. Xin mở cặp số 10. Vị trí thứ 10. Vâng, cũng là người có số điểm cao nhất của vòng thi thứ nhất. Xin mời anh Ngọc Quang. Tôi tên là Ngọc Quang, tôi xin dự đoán cặp số 10 này là 10 triệu đồng. Nếu anh Quang đoán đúng, tiền thưởng dành cho anh sẽ là 1 triệu đồng. Chúng tôi xin mời vị trí thứ 10, Diêu Hiền, từ từ mở. 75.000 đồng thôi. Anh Quang đoán chưa chính xác. Và bây giờ, ngân hàng sẽ chuẩn bị chào giá cho chiếc cặp số 8.